Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một cái đầu máy là Kubota 95. Cái đầu máy này thì tất cả là còn ok hết trơn, chỉ có thay gon nắp xi lát thôi bạn. Đó. Là cái máy này là ok hết trơn, chỉ có thay gon nắp xi lát. Đó, là cốt đồ standard đầy đủ hết trơn cho anh em ha, new zin ha, chỉ có thay gon nắp xi lát. Cái gì thì nói nấy để cho anh em biết tham khảo ha. Cái giá bán của máy này thì tại còn dư lại cho đó nên cần bán gấp là cái giá là 70 triệu. Anh em cần thì alo ha. Đây là Q33 đây ha. Đó. Các bạn. Anh em cần thì alo ha. Cái này nếu mà trong tỉnh mình xếp không anh? Bao xếp không? Bao xếp tất cả tỉnh miền Tây ha. Đó. Là anh em mua thì cái này tại vì anh không có cái công việc đi tới đi lui, do đó nên là bao ship cho anh em, chứ nếu mà các bạn mua chỗ khác thì không có bao ship đâu ha bạn. Đó. Này cốc đầy rồi, này kia còn riêng hết trơn trong máy phải không anh? Này là cốc đầy thay ha. Cốc đầy thay mới. Trục bao còn riêng trong máy ha. Bao nhiêu cho máy rồi, vậy là ok. Cái bao đầy bao nhiêu cho nó phải không anh? Bao đầy bao nhiêu.